cả nhà đã đến với kênh Randy Cuộc Sống ở New York. Hôm nay cuộc thời tiết cũng ấm rồi cả nhà. Gia đình mình có làm một món ăn đó là bánh bò ăn với nước cốt. Bánh bò nước cốt. Bánh bò hấp ăn với nước cốt. Chào cả nhà. Giờ mình thử nha. Bánh bò này nhà tự làm. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Để coi. Lần đầu tiên làm bánh bò này. Mình thường làm bánh bò nướng thôi, chưa làm bánh bò hấp bao giờ. Mình thiếu nước muối. Nước cốt muối là bánh cái nước cốt. Anh làm lại. Anh làm nước cốt lại. Để cho bánh ngọt á. Bánh bò lạnh, đừng chất lượng lên ha. Nước cốt phải đậm đậm chút mới ngon á. Trả nước muối hơi ngọt rồi. Tại này cái bánh này nó hơi ngọt. Cái bánh này nó hơi ngọt rồi cho nên làm nước cốt mới hơi lạc lại chút. Mấy cái nhà nha. Sáu năm mấy rồi. Hơn 6 năm rồi. Chưa ăn bánh bò nước cốt rồi. Lâu thật là lâu. Bánh bò nước có ăn chứ bánh bò nước cốt không có. Ở đây đâu có ai bán đâu. Đó. Thêm. Ăn thêm. Em ăn được. Ngon quá. À, cái này phải nước cốt nhiều nữa. Là mình đổ cái màu xanh cái màu trắng. Con gái mình nãy nó ăn một cái hả? Phải ngủ à. Đưa cho chị một cái bánh nào. Chị cầm cho ăn hết luôn. Một cái mình đổ trong cái khuôn. Một cái mình đổ trong cái sủng. Màu trắng cái nhà thứ. Đổ như này cái nhà. Có để che nhiều cái nhà. Đổ không biết giờ này tôi có để tre không biết. Thật sự không thành công. Cái bánh này. Để tre nó. Nó xốp cà tinh cà tinh. Nó đổ cái bánh nó ngon. Bà xã mình thèm lâu rồi đó. Bữa nay mới làm rồi đó. Tự nhiên. Bữa nướng không nướng bánh bò. Bánh bò nướng đó. Cốt hơn 6 năm rồi mấy em ạ. Ở đợt đó mình về Việt Nam mình quên ăn cái món này cũng nhớ. Đợt đó anh về anh ăn nhiều. Em không nhớ, không nhớ món này luôn. Bánh bò này làm khó anh cả nhà. Phải để ủ cho nó lên men. Ủ 2 tiếng. Dễ mà cũng dễ, khó mà cũng khó. Cho em nước cốt luôn. Bánh bò ngọt á, làm nó có con bánh ngọt. Tại lúc mình làm mình bỏ đường hơi bị nhiều cho nên nó ngọt hơn ha. Mất mình là cái lượng đường trong bánh bò ít lại. Đúng rồi. Nhưng mà làm lần đầu thì cũng thành công rồi ha. Nó nở, mình sợ nó không nở nó chai. Sợ nó không nở. Tại ở Việt Nam người ta làm cái bánh bò này người ta làm lạc lạc. Thôi cũng như con ta của Việt Nam ta làm bánh bò trắng tươi. Còn mình nó thêm đậu bụt. Bỏ gì á. Người ta nói muốn trắng á thì hấp á. Rồi bỏ giấm vô cái nồi nước á. Vừa nãy mình quên. Ủa gì hả? Bánh bao cũng vậy đó.
mẫu con tan với tháng 4 cái này của mình hơi đục đục. Ừ, của mình màu đục. Em nói anh mới để ý. Ăn nữa không? Ăn đủ không? Nè, không biết được nha. Dạ. Em kêu lấy em đó chứ em đâu có sớt vào cho anh đâu. Gái mình nay nó ngủ rồi. Hồi cô con chúa của mình vậy. Dứt mấy cái bánh nhỏ nhỏ ra. Để phải đó. Để dành cho nó. Để dành cho chen. Để dành cho chen đi. Ngủ rồi, không còn ngủ nữa nhau. Em ngủ mới được ăn gì vậy. Mình nó càng ngủ, nó càng dai. Ngủ vậy. Hồi nóng á, nó bở rột rồi. Bây giờ bánh bò trên mã trong chung á, em để cho nó nguội mới lấy ra dễ, nó không bị nó tróc. Bây giờ nãy em nói có cần để nguội không, để lấy ra cho nó dễ, nó mới lấy ra sợ nó để cái bánh á. Ăn cái dĩa này nó đó. Quần áo luôn. Nhanh quá, nhanh quá. Nước cam. Nước cam. Do tình hình là ở bên đây dịch bệnh quá trời luôn. Bên này chết 2,000+ rồi. Đang là ổ dịch. Ở New York tiểu bang của mình là 1,000 rồi. Nói dùng của mình ở sao vậy? Không dám đi ra ngoài vườn luôn á. Tính đi ra ngoài vườn coi mấy cái cây rau nó lên mà không dám lên, không dám ra. Sợ cái con lớn quá. Vì rút nó bay lơ lửng trong không khí theo gió đó. Tại mình kỹ vậy thôi chứ mình vườn tao đâu có mà đi chợ cũng đeo khẩu trang. Ôi vua cả nhà ơi. Trường tới có đi làm không? Anh Hùng gia tăng cũng chưa làm. Rồi em cơm cũng cho tháng 3,000 nữa. Cũng cho tháng 4, tháng 5, anh biết tháng 6 không? Nó lúc đó là đói luôn. Nước đá. Giỏi. Nhấn luôn. Trong họ trợ cho. Cũng như mỗi người 1,200, mỗi đứa trả 500. Thời trong là tháng 4 đến tháng 5 được 2 tháng. Qua mấy tháng kia không biết. Nhưng mà mình dạy làm sao mình biết. Hỗ trợ mỏ cho mình nữa. Số tiền quá lớn luôn. Ở trên 2,200 tỷ rồi. Giờ chỉ có thuốc thôi, giờ chỉ có vaccine. Bây giờ ông xã mình ở nhà cho nên giờ hai chồng thèm cái gì cứ làm ăn, ăn xong qua cái mùa dịch này chắc lăn luôn. Bữa nay lên ký nè, bữa nay ở ngoài đang chuyển ngô dữ dằn. Ở nhà trốn dịch bệnh nhưng mà mình phải đảm bảo sức khỏe cho mình tốt, có sức đề kháng, đúng không? Mình ăn nhiều cho sức đề kháng. Cái này là biện minh cho mình nè. Chứ mỗi ngày là mình quậy cho mấy tụi nhỏ, với là mình uống là bánh tràm, bánh tiêu tinh xê, mấy cái bánh nhỏ. Với nhà mình cũng nở cái cam bự gì nè. Nở bột. Lần đầu tiên mình làm mình thấy đẹp. Cho anh cặp cái bánh ăn thấy thương á. Cái này mai mốt cái gì mùa hè mà có lên mình á. Làm này cho cái gì ăn. Ý mà mình bỏ có 3 giọt mà nó đậm. Cái này mình
mình đổ trong cái chung. Cái chung nó là được cái bánh này. Cái chung ăn hộp vịt lộn. Cái chung nó gì cho mình để gì gì nó có ăn tương tương cháo gỏi cuốn á. Nhưng mà ở Việt Nam thường cái chung đó người ta ăn hộp vịt lộn. Cái mình sáng chế ra mình lấy cái đó bỏ vô. Thì được có mấy cái 8 cái chung anh ha. Cho nên đổ được có 8 cái bánh này thôi. Còn cái màu trắng là phải đổ một cái sừng. Rồi, video clip cũng đã dài rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành với kênh của mình. Chúc cả nhà một ngày hạnh phúc, vui vẻ và đạt những điều may mắn trong những ngày sắp tới. Cầu mong cho tất cả các anh chị em trên toàn thế giới được mạnh khỏe để chống dịch bệnh Corona. Mong cho dịch bệnh nó qua hết. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.